Công an thành phố Đà Lạt bắt nóng băng nhóm trộm cắp từ Đồng Nai lên thành phố Đà Lạt giả du khách để móc túi ví, điện thoại của khách du lịch tại các điểm tham quan. Tối ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa triệt phá một băng nhóm trộm chuyên móc túi gồm 6 nghi can từ Đồng Nai lên Đà Lạt trộm ví, điện thoại của khách du lịch tại các điểm tham quan. Trước đó, trưa ngày 2 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt liên tục nhận được tin báo về việc nhiều du khách bị mất điện thoại ví khi đang đi tham quan tại Đà Lạt. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng và công an thành phố Đà Lạt, từ trưa ngày mùng 2 tháng 7, hàng chục tổ trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát kinh tế, công an thành phố Đà Lạt được huy động, hóa trang vào các khu điểm du lịch để đeo bám các đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Còn công an các phường tiếp nhận tin báo, thu thập thông tin mô tả chân tướng các đối tượng khả nghi từ nạn nhân, đồng thời phối hợp với các khu du lịch, chủ cửa hàng ra soát các camera an ninh để khoanh vùng các đối tượng. Từ các thông tin trinh sát, đến chiều tối ngày mùng 2 tháng 7, gần khu vực vườn hoa thành phố, một tổ trinh sát hình sự bắt quả tang Phan Văn Lâm, 48 tuổi, ngụ Đồng Nai khi vừa nhận điện thoại ví từ các đồng nghiệp trộm cắp trong nhóm chuyển ra. Ngay sau đó, các mũi trinh sát khác đồng loạt bắt năm nghi can khác trong nhóm móc túi gồm Lê Thị Bạch Tuyết, 44 tuổi, Lê Thị Thu Ba, 50 tuổi, Thái Văn Hiệp, 48 tuổi, Hoàng Anh Duy, 59 tuổi và Lê Thanh Hà, 37 tuổi, đều ngụ tỉnh Đồng Nai. Qua đấu tranh, công an Đà Lạt xác định Thu Ba. Bạch Tuyết và Hiệp là ba nghi can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nhóm đạo trích. Lực lượng công an xác định hầu hết nhóm đạo trích này đều có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản và ma túy. Theo lời khai ban đầu, từ 1 trên 7, nhóm này di chuyển từ huyện Thống Nhất, Đồng Nai, lên Đà Lạt hành nghề bằng cách trà trộn vào các điểm tham quan, cửa hàng đông du khách để móc túi, giật điện thoại của khách du lịch. Kịch bản của nhóm này là Thu Ba và Bạch Tuyết đóng vai du khách tham quan để tìm con mồi và tiếp cận để trộm tài sản. Hiệp được giao nhiệm vụ đứng gần cảnh giới và xử lý tình huống khi bị phát hiện. Duy sẽ nhận tài sản mà ba và tuyết trộm của du khách rồi mang ra cho Lâm cất giữ. Còn Hải làm nhiệm vụ lái xe, quan sát tình hình. Chỉ trong 2 ngày 1 và 2 phần 7 nhóm đạo trích này đã gây ra hàng chục vụ trộm ví, điện thoại, tăng vật, cơ quan công an thu giữ gồm một xe ô tô con, 26 chiếc điện thoại, một túi sách cùng 50 triệu đồng trên người các nghi can. Hiện, vụ việc đang được công an thành phố Đà Lạt tiếp tục đấu tranh mở rộng. Công an đề nghị ai là bị hại của băng nhóm trộm này sớm đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết